Xin chào các bạn, chào mừng đến kênh Nàng Mệnh Hỏa. Vào buổi sáng cuối tuần mà bên ngoài thì trời đổ mưa ngày càng nặng hạt, chắc hẳn các bà nội trợ đều không muốn dầm mình đi chợ đâu hen. Mình cũng vậy. Vậy hãy mở tủ lạnh ra rồi vét cùng mình xem nấu được gì ngang. Trong ngăn đông á thì mình có lát chả cá, còn ngăn mát á thì có vài cây chả Huế và một ít sợi bánh canh. Mở tủ đựng đồ khô ra thì mình có cá hộp. Chỉ như nguyên liệu chính đó thôi cũng đủ cho mình có một bữa trưa ngon lành. Mời các bạn tiếp tục xem mình vét tủ lạnh được thêm những gì và nấu như thế nào ngang. Cũng giống như tỏi và hành tím thì hành tây là thứ không thể nào thiếu trong gian bếp nhà mình. Hành tây thường mình sẽ treo thành chùm ở chỗ thoáng mát để dành ăn rất lâu mà không bị hư. Với món ăn này thì mình cần dùng một củ hành tây để nước súp được ngọt mà còn thơm nữa. Ngoài ra mình dùng thêm hai tép sả cắt thành khúc đập dập để gia tăng thêm mùi thơm cho nước lèo của mình. Tiếp tục, khóm là loại trái cây luôn có trong tủ lạnh nhà mình, bởi khóm rất giàu chất chống oxy hóa, mà món ăn á chỉ cần cho thêm khóm vào thì nước sẽ rất là thơm mà còn có vị chua thanh nhẹ nhàng. Ngoài cá hộp thì mình còn dùng thêm chả cá và chả Huế để bổ sung thêm chất đạm cho món ăn này. Sau khi cắt hết các nguyên liệu thì mình cho xíu dầu vào chảo, rồi đổ hết tỏi và sả vào, xào lên cho thật thơm. Tiếp tục mình sẽ cho hết khóm vào, xào cho đến khi nào khóm chuyển sang trong. Giờ thì mình đổ hết lon cá hộp vào. Cuối cùng đổ khoảng 1 lít nước vào. Nấu cho nước sôi lên thì mình đổ hết hành tây vào, rồi nêm thêm xíu nước mắm, một ít muối và hạt nêm. Vậy là nước lèo của mình đã sẵn sàng rồi ngang. Giờ thì trời cũng đã tạnh mưa nên mình ra vườn cắt ít rau răm và hành lá để lát nêm vô tô bánh canh cho thơm ngon. Tiếp tục mình cho xíu dầu ăn vào nước luộc bánh canh để sợi bánh canh sau khi luộc không bết dính với nhau. Mình luộc khoảng 10 phút thì vớt bánh canh ra cho vô thau nước lạnh. Với rau đắng thì mình chỉ cần chần sơ trong nước đang thật là sôi rồi gấp nhanh tay cho ra dĩa để cọng rau vừa giữ được màu xanh và độ giòn. Mọi thứ đã sẵn sàng, giờ mình chỉ cần vớt ít bánh canh cho vào tô, rồi xếp chả cá và chả Huế lên trên. Cuối cùng múc từng giá nước lèo nóng hổi, có lẫn thêm khúc cá mòi, chan vô tô bánh canh. Nước lèo có vị chua nhẹ của khóm và cà chua trong lon cá mòi, lẫn thêm chút hương thơm của hành tây, tỏi và sả.
Đừng quên rắc thêm một ít rau răm và hành lá cắt nhuyễn cùng vài khoanh ớt nữa để thêm chút vị cay nồng thì món ăn càng thêm ngon hơn nha các bạn. Hãy xem lại nguyên liệu và thực hiện món ăn vét tủ lạnh này cùng mình nghe.